Hello, Tùng xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel ha. Chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ nha. Ngày hôm nay thị trường giảm điểm đúng không? Và mình đang thấy có một nỗi sợ hãi đang bao trùm. Vậy thì nỗi sợ hãi là gì anh chị ha? Thì hôm nay tiếp tục là một tin đồn. Tin đồn này thì mình đánh giá là thực ra thì cái tin này mọi người đã biết từ lâu rồi. Liên quan đến những cái tin ngày xưa ha, liên quan đến Mr. T đó, nói đến đây thôi ha anh chị ha. Đó, có những tin đồn liên quan đến Mr. T và một số người khác liên xung quanh đó. Đấy. Thì cái tin đồn ngày hôm nay đã làm cho thị trường đảo chiều và giảm, đặc biệt là sau 2 giờ đúng không? Sau 2 giờ chúng ta thấy là thị trường giảm và đóng phiên thì giảm ở 4,2 điểm. Vậy liệu rằng cái tin này nó có ảnh hưởng đến thị trường không anh chị? Thì mình sẽ phân tích kỹ hơn cho anh chị một chút nha. Anh chị đang theo dõi thì nhớ cho Tùng xin một like, một chia sẻ để giúp kênh ITP lan tỏa nhiều hơn chị nhé. Ai mà mới theo dõi kênh và chưa đăng ký subscribe thì nhớ đăng ký subscribe kênh anh chị ha. Và mọi người hãy bình luận hoặc là thả tim nha. Ngoài ra thì số điện thoại của mình ngay trên màn hình. Hy vọng là anh chị sẽ kết nối sớm để đồng hành. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội anh chị, đặc biệt là thị trường chứng khoán luôn luôn có cơ hội. Quan trọng là anh chị cố gắng cùng mình vượt qua những giai đoạn này của thị trường. Rõ ràng là những giai đoạn này là giai đoạn khó khăn và chưa rõ ràng ha. Nhưng mà đến khi mà chúng ta vượt qua giai đoạn này rồi, mọi thứ rõ ràng rồi thì thị trường nó tăng mạnh rồi anh chị. Đấy, cho nên chúng ta tham gia vào những giai đoạn này là cái giai đoạn mà ổn áp nhất. Chưa cần đợi đợi lên cao rồi mọi người mới tin là thị trường đã lên, tin là thị trường mạnh thì lúc đó không còn gì hấp dẫn nữa ha. Có thể là sẽ còn tăng được nhưng mà rõ ràng là không hấp dẫn như giai đoạn này. Thì ngày hôm nay mình để một cái thumbnail có một người đang đào mỏ đây chị. Đấy, những phiên trước thì mình để một mỏ vàng đúng không, hôm nay thì là đang đang đào ha. Thì dĩ nhiên là những cái giai đoạn đào thì sẽ gặp rất nhiều đất đá đúng không, nhưng mà đến khi gần đến mỏ rồi và chúng ta đào được cái mỏ đó thì chúng ta sẽ hưởng một cái thành quả rất lớn. Có những người không đủ kiên nhẫn anh chị, nếu mà anh chị theo dõi nhiều thì chắc là thấy có những cái tấm hình người ta so sánh đúng không. Có một người thì người ta đào đến gần mỏ vàng rồi nhưng mà cực quá người ta bỏ đi, quay đầu bỏ đi đấy. Nhưng mà có người thì cố gắng đào đến nơi đấy, thì hai người khác nhau sẽ hưởng được hai cái thành quả khác nhau ha. Ok, thì tin đồn ngày hôm nay lại bủa vây đúng không? Thì chúng ta sẽ coi về thị trường coi cái tin đồn này nó ảnh hưởng gì đến thị trường không ha. Thì thực ra mình thấy là thực ra cái tin đồn ngày hôm nay nó đã diễn ra thời điểm đâu đó tầm 1 giờ rưỡi là mình đã thấy cái tin này rồi anh chị. Nhưng mà thấy thị trường cũng giảm nhưng mà mức giảm thì không quá quyết liệt. Đấy, và đóng cửa 1.101.6, giữ được cái mốc 1.100 ha. VN30 đóng cửa 1.113, VN30 giảm 3,8 điểm, ít hơn so với VN Index. Số lượng mã tăng của VN Index hôm nay là 190, số lượng mã giảm là 274, còn số lượng mã tăng của VN30 là 8 mã, số lượng mã giảm là 20 mã. Thanh khoản ngày hôm nay thì cũng đang tương đối ít, nó thanh khoản sàn HOSE chỉ có 9.674 tỷ thôi và thanh khoản cả ba sàn chỉ khoảng 13.200 tỷ thôi. Khối ngoại hôm nay ha, khối ngoại hôm nay thì họ vẫn bán ròng, một con số bán ròng lên đến 556 tỷ, tập trung bán các cổ phiếu như Đạm Cà Mau này, VIX, SSI, HD Bank, Đạo Phú Mỹ. Nhóm nhà phân Đạm hôm nay bị bán nhiều này. Ở chiều mua thì mua cổ phiếu Sacombank ha, DGC, PC1, BSI và QNS. Rồi, các cổ phiếu mà ảnh hưởng vào thị trường ha, tác động theo chiều tăng ngày hôm nay là VIX và Vinhome anh chị thấy không? Mình đã khuyến nghị cho anh chị mua hai con này đúng không? Không ai dám mua. Nhưng mà Vinhome thì chạy trước VIX vài phiên rồi, ngày hôm nay VIX nó tăng và nó hỗ trợ cho thị trường đúng không? Đấy. Hai cổ phiếu này nó là tăng rồi. Tiếp theo là hôm nay có Thế Giới Di Động rồi Novaland ha. Thế Giới Di Động cũng là một cổ phiếu khuyến nghị cho anh chị rồi ha. Hôm nay mới tăng nhẹ thôi. Vài phiên tới có thể nó sẽ tiếp tục tăng thôi.
rồi Novaland ha, Phát Đạt đấy, Phát Đạt cũng là một cổ phiếu mà mình đã báo chị trong vài ngày qua ha, video tối qua cũng có Phát Đạt chị. Rồi những cái cổ phiếu dạng ngày hôm nay là BID là Vinamilk, CTG, GAT và FPT. Thì về chuyển động ngành thì chúng ta thấy hôm nay tội đồ ha, là gần như là rất nhiều nhóm, ngân hàng nè, nhóm chứng khoán, thực phẩm nè, dầu khí nè, hóa chất, viễn thông, du lịch, điện tử nè. Những cái nhóm mà tăng thì trong đó là bất động sản, có VIX và Vinhome đã kéo rồi ha. Tiếp theo là nhóm bán lẻ nè, Thế Giới Di Động nè, rồi nhóm thép nè, rồi vận tải nè, bia và đồ uống, bảo hiểm. Những cổ phiếu mà có khối lượng giao dịch nhiều ngày hôm nay á, thì chúng ta thấy theo chiều giảm điểm thì có các cổ phiếu của chứng khoán, VIX giảm nhẹ, SHS thì giảm 1,8%, SSI thì giảm 0,8%, VND giảm 0,5%. Rồi, một cổ phiếu đại diện của bất động sản là Đất Xanh giảm 3,1%, thì mình có nói với anh chị là Đất Xanh đã đi lên đến cạn rồi đúng không? Lên đến cạn thì nó quay lại điều chỉnh là bình thường. Ngoài ra thì có DIG hôm nay giảm 1,4%. Đó. Ở chiều ngược lại ha, thì chúng ta thấy là Novaland những phiên trước chưa tăng thì hôm nay nó tăng 1,5% này. Đấy, rồi Phát Đạt nay tăng 2,1%, tăng tốt lắm. Nhưng mà áp lực bán của thị trường vào phiên chiều nó là làm cho các cổ phiếu này tăng ít hơn so với phiên sáng ha. Dự kiến thì mình đánh giá có thể ngày mai sẽ tăng tiếp. Hoàng Anh Gia Lai hôm nay cũng tăng nhẹ, Hòa Phát thì tăng có 0,2% thôi, rất là nhẹ. Các thị trường trên thế giới thì tại thị trường châu Á lúc này đa số là đang tăng điểm ha, nhưng mà mức tăng thì cũng không nhiều. Thị trường châu Âu thì các chỉ số tương lai thì đang giảm, đa số là đang giảm nhưng mà mức giảm thì cũng không lớn. Đối với Dow Jones thì hôm qua tăng hơn 200 điểm, hiện tại thì Dow Jones tương lai đang tăng khoảng 40 điểm. Về giá dầu thì chúng ta thấy là đã tụt xuống cái vùng 83-84 đô rồi. Rồi ok, quay trở lại đồ thị ha. Thì đầu tiên nếu mà nói về thị trường á, anh chị có thể, nếu anh chị nào chưa coi video ngày hôm qua thì anh chị có thể lướt qua nhanh một chút xíu để coi ngày hôm qua mình có làm nội dung gì anh chị ha. Ngày hôm qua Tùng có làm cái video này nè, thời kỳ tiền rẻ tiền ế nè. Đấy, cái video này nha. Thì mình có nói về cái kịch bản thị trường ngày hôm nay á. Anh chị có thể mở ra anh chị coi lại ha. Thời kỳ tiền rẻ tiền ế. Đấy, thì chúng ta quay trở lại với lại đô thị. À, trước tiên thì nói về thị trường thì mình đang nói về cái cơ hội trong hai phiên tới chị. Nếu mà sớm thì là trong ngày mai anh chị có thể mua. Đấy, nếu mà nó giảm mạnh ha, con Đạm Phú Mỹ. Hôm trước thì mình có nói với anh chị là Đạm Phú Mỹ nó tạo ra mẫu hình vai đầu vai đúng không? Kể từ những cái thời điểm trên này mình đã bảo, đây là anh chị, mình vẽ cái vai nè, cái đầu nè, mình đã bảo là mọi người phải tranh thủ bán đi, nó có nguy cơ nó tạo vai đầu vai. Sau khi nó rơi về đến đây và nó hồi ha, nó có những phiên hồi thì mình đã nói rồi phải bán đi, khả năng rất cao nó tạo vai đầu vai đúng không? Thì sau khi nói xong thì đùng cái nó giảm rất mạnh hai phiên và nó chững lại, bây giờ nó tiếp tục phá hỗ trợ. Thì thực ra cái không phải là phá hỗ trợ gần đây nó mới xác nhận mẫu hình, mà nó xác nhận ở cái phiên dài này nè anh chị. Cái phiên dài này, nó đã xác nhận là vai đầu vai rồi. Sau đó nó có những cái phiên hồi lên test lại, không có lấy lại được cái cân giá này và nó xuyên luôn ha. Đấy, thì mọi người nhìn rất là rõ vai nè, đầu nè, vai nè. Thì cái target của cái mẫu hình này á, mình dự đoán là nó sẽ về đâu đó quanh cái khu vực khoảng 32 ở đây. Đấy, mình đo nè anh chị. Thì dự kiến về khoảng 32. Thì hiện giờ đang 33.7, ngày mai giá sàn thì mình không biết giá sàn nó bao nhiêu, không biết có về đến 32 không. Nhưng mà nếu mà ngày mai có giá sàn thì anh chị có thể mua được ha. Anh chị có thể mua trước một phần và nếu mà hôm sau giảm tiếp thì mua tiếp. Tại vì phiên ngày mai sẽ là phiên giảm và đến thứ sáu thì cổ phiếu này nó có khách sạn. Nhưng mà khách sạn những cái phiên đầu tiên thì khách sạn sẽ là khách sạn yếu. Và nó có thể phá khách sạn bằng cách tiếp tục phá đáy là bình thường ha. Tại vì khách sạn yếu mà.
Cho nên đâu đó nếu mà phiên ngày mai giảm thì anh chị nào muốn mua sớm anh chị có thể vào mua trước một phần. Có thể là không phải là được cái giá tốt nhất nhưng mà ngược lại thì anh chị sẽ lợi thế về mặt T cộng. Ha. Đó. Cho nên anh chị có thể mua trước càng gần 32 càng tốt, 32.x gì đó, ok. Đấy. Sau đó cái phiên tiếp theo tức là phiên cuối tuần thứ sáu nếu mà nó giảm tiếp anh chị mua tiếp. Cái cổ phiếu này thì nó đang đi ngược thị trường trong thời gian gần đây đúng không? Thị trường tạo đáy nhưng mà nó đã đi. Đó. Cái này là một cái điều mà mình đã dặn anh chị rồi. Giai đoạn này phải chọn những cái cổ phiếu mà nó chiết khấu sâu để tham gia. Nhưng mà mọi người cứ hay theo thói quen là thị trường chỉnh, cổ phiếu nào không chỉnh thì đó là cổ phiếu mạnh, anh chị thấy không? Mình so sánh nè, mình so sánh cho anh chị nè. Vừa đi nha. Đây nè, cái thời điểm mà thị trường bắt đầu rơi về đây tạo đáy thì những cái cổ phiếu này nó đang ở đâu? Ở những cái thời điểm này. Đấy. Còn những cái lúc mà thị trường đang tạo đáy đây nè. Cái nhịp tạo đáy trước ấy, thì những cái cổ phiếu này nó ở đâu? Ở đây. Anh chị thấy không? Thì đến khi mà thị trường nó có một nhịp hồi thì nó mới bẩy anh chị. Nó bẩy bằng cách là ok hồi rồi. Thị trường hồi rồi, những cái cổ phiếu này là cổ phiếu mạnh phải múc đi. Có phải là những phiên mà thị trường hồi lên cái vùng 1150, 1155 ở đây thì là Đạm Phú Mỹ nó cũng tăng đúng không? Đấy, nó cũng tăng và nó bẩy anh chị ở đó. Thì mình có nói rất là rõ là cái nhịp chỉnh tiếp theo á, thì chính những cái cổ phiếu mà nó chưa giảm nhiều trong giai đoạn trước nó sẽ giảm mạnh hơn thị trường đúng không? Và anh chị thấy rõ đó, thị trường nè, kể từ thời điểm đỉnh gần nhất thì Đạm Phú Mỹ đến bây giờ trong vòng khoảng hơn tuần, gần 2 tuần nó đã giảm 16% đúng không? Đó, nó trùng với cái nhịp giảm của thị trường. Và đến bây giờ thị trường bắt đầu nhăn nha tạo đáy thì cái cổ phiếu này nó vẫn tiếp tục đâm đầu. Đấy. Nhưng mà bây giờ lại ngược lại cái giai đoạn trước, giai đoạn đó thì mình báo chỉ là bán. Đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta đang chuẩn bị canh mua lại. Đấy, các room khác có nói bán hay không lúc này thì mình không biết ha. Nhưng mình nói là anh chị hãy chuẩn bị sẵn sàng để mua lại. Ok, thì con Đạm Phú Mỹ này, cái vùng 32, 32X, anh chị nhớ nha, cái cách mua mình nói rồi. Thì có thể là nếu thành công thì lên cao nhất được khoảng cái vùng 35, anh chị chốt lại. Mua 32, bán 35 là ngon rồi. Đúng không? Đấy. Mua 32, bán 35 là quá ngon, lên cái vùng cản trên này nè. Thậm chí nếu tích cực hơn, có thể nó lên được 36, chị. Nhưng mà đâu đó tầm 35 là chúng ta chốt được. Đánh T cộng thôi. Ha. Thì cái cổ phiếu thứ hai cũng là liên quan luôn, đã đạm thì giống nhau, rơi giống nhau. Đấy, con đạp Cà Mau thì bị cái gì? Tại sao mình nói chị né ra? Thì đạp Cà Mau nó bị phân kỳ. Đó. Phân kỳ này. Đấy. Nó bị phân kỳ rõ ràng như thế này thì nó rơi thôi. Nó mọi người thì cứ nói là nó vượt đỉnh. À, anh chị thấy Verni trong hơn một tháng trước đúng không? Thì mình có nói là Verni bị phân kỳ thì cũng rơi thôi. Bây giờ con Đạm Cà Mau nó cũng phân kỳ. Thì anh chị thấy không? Hai con trong cùng một ngành, một con thì tạo ra phân kỳ. Một con thì mẫu hình vai đầu vai. Đấy, phân kỳ này. Sát xuống đây. Thậm chí là phân kỳ ba đoạn luôn. Nếu anh chị nối ra đây là phân kỳ ba đoạn luôn. Đấy, mọi người thấy không? Thì rõ ràng là những cái phân kỳ này thì nó sẽ làm cho cổ phiếu sao? Rơi mạnh thôi. Nha. Đấy, phân kỳ ba đoạn tính từ những cái đỉnh này, sau đó thì chỉnh rồi lên rồi lại chỉnh rồi lên, có đúng phân kỳ ba đoạn không? Đấy, anh chị thấy rất rõ ha, lý thuyết phân kỳ thì mình hướng dẫn anh chị rồi đúng không? Thì mặc dù vậy nhưng mà bây giờ nó rơi về đây thì lại là hấp dẫn, nó rơi về đây thì lại hấp dẫn. Thì Đạm Phú Mỹ thì vừa nói xong đó, thì Đạm Cà Mau này nó rơi về giao găm, cho nên hai con này cái điểm mua nó sẽ tương 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 đương giống nhau nhưng mà khả năng là nó sẽ còn rơi thêm một nhịp nữa. Thì mình đánh giá con Đạm Phú Mỹ thì đâu đó khu vực 32, 32 ít đúng không? Hoặc là nếu thấp hơn thì càng tốt gì nhá. Mọi người chủ động chia ra gom. Thì con Đạm Cà Mau bây giờ nó lại gần về, nó về gần hỗ trợ hơn. Nó về gần hỗ trợ hơn thì anh chị có thể mua sớm hơn. Nhưng mà đâu đó khu vực giá 29 là ok, anh chị có thể mua trước. 29, 29.4. Nhưng mà mình nghĩ là phiên ngày hôm nay nó giảm đến 5,5% và khá là gần hỗ trợ rồi thì có thể ngày mai nó lún xuống xuyên qua hỗ trợ một đoạn
thì đó đâu đó là cái vùng 29 anh chị có thể xem xét được. Thậm chí nếu có 28 thì càng ngon. Đấy. Tóm lại là đâu đó từ cái giá 28 cho đến 29.4 thì anh chị có thể mua được nhá. Nhưng mà cố gắng nói thì 29.4 nhưng mà lỡ mà nó lún sâu xuống thì chúng ta mua thấp hơn anh chị nhá. Đấy. Tức là ở trên cao chúng ta mua ít một xuống xuống thấp hơn thì chúng ta mua nhiều hơn. Thì cái việc mà mua giá bao nhiêu thì anh chị chủ động thôi. Còn mình chỉ đưa ra cái vùng mục tiêu thôi ha. Tại vì nhiều anh chị mình cũng không biết là có tham gia hay không. Đấy. Và tại vì không thấy là mọi người nói là có tham gia và cũng không biết là mọi người có lại hay không. Chừng nào mà anh chị có lại anh chị gửi cho mình ly cà phê tinh tinh theo số tài khoản ngay trên màn hình anh chị. Đấy, thì lúc đó mình mới biết là anh chị tin mình và theo. Còn lại mình chẳng biết là mọi người có mua hay không thì cũng chia sẻ thôi. Nói chung chia sẻ thôi. Còn ai mà nhớ đến mình thì có thể gửi cho Tùng ly cà phê ha, nếu mà hàng về có lại anh chị nhé. Ok, thì dĩ nhiên là thị trường những cái giai đoạn này đang là giai đoạn mà khó khăn đúng không? Thì có cơ hội thì mình vẫn chia sẻ thôi. Hy vọng là anh chị sẽ kiếm được cái lợi nhuận trong những cái nhịp tham gia này của thị trường. Ấy thì mình quay trở lại với thị trường chung VN ha. Chia sẻ cho anh chị hai cơ hội rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta quay lại với thị trường. Quay lại với thị trường thì ngày hôm qua cái kịch bản ngày hôm qua mình nói đâu ta? Kịch bản ngày hôm qua hình như là không có để trong đây, xóa rồi. Chắc là nó rối quá, nó nhiều quá mình xóa rồi. Kịch bản ngày hôm qua đúng không? Chắc là để vẽ lại cho mọi người. Đây là anh chị. Đây, ngày hôm qua đây là cái tấm hình của kịch bản ngày hôm qua trong video đó, mình có chụp lại. Thì ngày hôm qua mình có nói đây đúng không? Nè. Cái kịch bản khả năng là thị trường nó cứ tạo ra nến đỏ rồi nến xanh, rồi nến đỏ rồi nến xanh, rồi ngày hôm nay nến đỏ đúng không? Thì ngày hôm qua nói vậy mà tự nhiên lại may mắn hôm nay lại trúng chị. Đúng không? Nó kỳ lạ ha. Ngày hôm qua nói là hôm nay nến đỏ, tự nhiên hôm nay lại đỏ luôn. Rồi dự kiến là ngày mai nến xanh. Ngày hôm nay mình nói nến đỏ nhưng mà đỏ nó phải ít hơn so với cây nến xanh trước đó đúng không? Thì rõ ràng là hôm nay cây nến đỏ này. Đấy, anh chị nhìn thấy không? Hôm nay thị trường cây nến đỏ này. Đấy, hôm nay là một cây nến đỏ. Thì ngày mai chỉ cần một cây nến xanh nữa là ok ha. Đấy. Ngày mai chúng ta cần một cây nến xanh nữa là ok. Thậm chí nha, ngày mai nếu mà nó vượt luôn cái đỉnh gần nhất thì tốt. Còn nếu mà mai không vượt nhưng mà chỉ cần một cái nến xanh thì cũng ok rồi. Sau đó đợi phiên cuối tuần là một phiên tăng mạnh là ok anh chị ha. Đấy, mình có vẽ trước rồi. Thì để vẽ lại cho anh chị nhé. Vẽ lại cho anh chị. Đâu ta? Đây ha, hôm trước hôm qua nói kịch bản này rồi thì để vẽ lại cho mọi người. Nhìn ở đây nhiều khi mọi người hay rối để chọn một cái chỗ nào mà chưa vẽ nhiều. Đây nè, những cái chỗ này chưa vẽ nhiều thì vẽ lại cho mọi người đỡ rối. Đấy, thì mình đang nói là thị trường nó ngày hôm nay nó sẽ có một cây nến đỏ đúng không? Thì hôm nay nó đỏ rồi thì chỉ cần ngày mai một cây nến xanh thôi anh chị. Để nó làm gì? Nó đi theo mẫu hình tam giác. Thì ngày mai một cây nến xanh thôi. Mai một cây nến xanh xong sau đó thì đến phiên cuối tuần nó tăng là được. Mà nếu mà nó tăng mạnh vượt qua được cái mốc kháng cự 1116 đây là ok. 1116 là ok ha. Thì nó vượt đây thì thực ra nó đi lên cũng không nhiều đó, tại vì mọi người thấy nè, nó có một cái cản cân ở đây. Ngoài ra thì nó sẽ lên, nó đục dao găm ở trên đây. Cho nên thị trường mình nó cũng không đi lên mạnh được đâu. Nó cũng chỉ lên đâu đó tầm cao lắm là 1135 cho đến 1142 thôi. Cái vùng trên này thôi. Ha. Nhưng mà chỉ cần phiên thứ sáu nó đi lên vượt qua được cái mốc 1116 là
nó sẽ còn lên đây ha. Lúc đó thì những anh chị mà mua bắt đáy trong những phiên gần đây thì chúng ta yên tâm giữ hàng đúng không? Yên tâm giữ hàng cho đến tuần sau chúng ta tha hồ chốt, chốt được giá cao hơn đúng không? Nhưng mà mọi người nhớ nhé, cái nhịp này thì mình vẫn nói là đánh T cộng thôi. Thì cái trường hợp mà mình sợ nhất là gì? Sợ nhất là ngày hôm nay nó đạp một cây nến đỏ và phủ định cái cây nến tăng của ngày hôm qua. Đấy, sợ nhất là cái trường hợp ngày hôm nay nó tạo ra cây nến đỏ thế này, nó phủ nhận cái nến tăng của ngày hôm qua. Nhưng mà không, ngày hôm nay mặc dù tin thì anh chị biết là thị trường mình suốt ngày cứ tin đồn đúng không? Hôm trước mọi người còn nói là ăn tuấn mượt này nọ kia đúng không? Xong rồi sau đó lại thấy là mọi người lại im luôn, không ai nói đến nữa. Tức là chỉ khi mà lan truyền cái tin nó trên mạng thì hôm đó mọi người hỏi, hôm sau lại hết. Thì ngày hôm nay mình lại thấy cái tin từ nguồn bà bán trà đá vỉa hè nói cái tin đó, thì mình chẳng biết đúng không chị. Nhưng mà thực sự là nếu mà liên quan đến những tin đó thì mình nghĩ là thị trường nó sẽ có phản ứng. Nhưng mà cái phản ứng ngày hôm nay thì chưa lớn. Thì có thể cái tin đó đó là thật nhé, có thể là thật, nhưng mà theo mình đánh giá nếu mà như vậy thì có thể tin đó nó sẽ rơi vào tuần sau, cuối tuần sau. Tức là sau khi thị trường nó đi lên được một nhịp rồi thì nó sẽ kết hợp nhiều cái tin xấu ra cùng lúc ở cái vùng kháng cự trên đây này, để làm cho thị trường có thể là nó sẽ có một cái cú chỉnh trở lại đây đây ha. Sau khi nó đi lên rồi thì có thể nó sẽ có một cái cú chỉnh trở lại đấy, chỉnh sâu hay là chỉnh ít thì tùy thị trường lúc đó. Nhưng mà lúc này thì chúng ta đang thấy cái cơ hội thị trường đi lên là cao, đặc biệt là sau hôm nay tin đồn ra. Nhưng mà tin đồn này nó không phải là tin, nó ra tin đồn nhưng mà nó không có một cái áp lực bán quá mạnh ha. Đấy, và ngoài ra thì mọi người nhìn thanh khoản ngày hôm nay thì một số người nói là thanh khoản ngày hôm nay cao hơn phiên ngày hôm qua, nhưng mà so với những phiên trước thì nó cũng bình thường á. Đấy, có những anh chị nói là ngày hôm qua thị trường tăng thì thanh khoản ít, ngày hôm nay thị trường giảm thì thanh khoản nhiều. Thì anh chị biết tại sao? Tại vì những phiên như này là nhiều người bán ra thì thanh khoản nhiều đấy. Thì những người bán ra là ai? Là những người kẹp hàng đó chị, những người kẹp hàng ở khu vực phía trên cao họ cắt lỗ thôi. Tại vì bây giờ tâm lý của một số nhà đầu tư trên thị trường, cũng không phải một số đâu chị, cũng một phần lớn đó, là hồi lên để bán, đặc biệt là những người mà kẹp ở những cái vùng đỉnh phía trên đó. Tâm lý của người ta vẫn vậy, cho nên thị trường phải hấp thụ từ từ. Thì những phiên như thế này là những phiên đang hấp thụ, những phiên đang hấp thụ. Sau đó thì nó sẽ đi lên từ từ, giống như những cái nhịp hồi trước của thị trường nó cũng đi lên từ từ thôi, nó không thể tăng tăng sốc được. Cho nên những nhịp này á, tùy cổ phiếu thì mình nghĩ là đâu đó 50% là anh chị nên chia ra chốt dần được, có lợi nhuận á. 50% là chia ra chốt dần được, 10 đến 15, nếu có 10 đến 15% thì chúng ta nên chốt nhiều hơn 50%. Chúng ta nên chốt khá khá, sau đó chúng ta chờ thêm phiên cuối tuần xem thị trường nó có đi được giống cái hướng mà mình nói không? Có giống được cái hướng mình nói không? Tức là nó có đi lên được phía trên này hay không ha? Đấy thì chúng ta chờ. Ok nha. Cho nên cái phiên ngày mai cũng là một phiên mà có khả năng là sẽ xảy ra cái nến màu xanh. Cái nến màu xanh là ổn anh chị nhé. Đấy. Còn nếu mà ngày mai mà một cây nến đỏ mà thủng xuống dưới cái mốc 1095 là chúng ta cũng phải cẩn thận. Nhưng mà thực ra thì ngày hôm qua mình cũng phân tích với anh chị rồi. Nếu mà cái mô hình tam giác nhỏ ở đây nhé, thì nó đang mô hình tam giác thì nó cũng gọi là một mô hình tích lũy đúng không anh chị? Từ đây mình vẽ lại cho mọi người coi. Nếu mà nó đang tích lũy theo một cái mô hình tam giác ở đây đúng không? Mà nếu mà nó vượt lên được á, nó mà vượt lên được á thì ngon rồi, không nói đúng không? Nhưng mà nếu mà nó thủng xuống dưới này thì dĩ nhiên là nó sẽ xấu. Nhưng mà anh chị nhìn cái mẫu hình tam giác này á, cái thân nến của nó chỉ có từng này, tức là cái cạnh của tam giác từng này, thì nếu mà thường mọi người mà đo cái target á thì sau khi thủng xong thì nó cũng không có rơi sâu.
nó cũng chỉ ngang ngửa với khoảng cái cây nến này ha. Đấy thì có thể là nó cũng chỉ chỉnh về bên dưới này thôi, nếu mà nó xảy ra cái này. Tức là cái chúng ta đổi màu cho mọi người nhớ hôm qua mình nói rồi, hôm nay mình thấy anh chị đang bắt đầu sợ trở lại thì mình nói lại những cái điều ngày hôm qua đã nói rồi. Đấy. Thì nếu mà nó giảm thì cũng không giảm sâu, tại vì mọi người nhớ cho mình là bắt đầu từ phiên thứ sáu ha, khách sạn nó sẽ mở ra, nhưng mà cũng giống như hai cổ phiếu Đạm Cà Mau, Phú Mỹ hồi nãy, thì phiên thứ sáu mở ra, ngày mai là thứ năm rồi, thì phiên thứ sáu mở khách sạn ra, nhưng mà khách sạn trong phiên đầu tiên thì nó sẽ là khách sạn yếu, càng về sau nó mới càng mạnh ha. Thì khách sạn thì có tác dụng hút giá lên anh chị nhé, khách sạn này, khách sạn ở phía trên thì nó có tác dụng hút giá lên, thì nó sẽ giúp cho thị trường hồi phục ha. Thì khi mà giúp cho thị trường hồi phục như vậy á, thì nó sẽ không làm cho thị trường bị giảm sâu. Đấy, anh chị hiểu không? Rồi, còn nếu mà những cái trạng thái tích lũy mà quá chặt, nó làm cho thị trường nó lòi ruột á, thì lúc đó chúng ta mới sợ. Còn bây giờ nó có điều chỉnh thì cũng là rồi, nếu phá đáy thì cũng là lòi ruột á, nhưng mà nó cũng lòi ruột có khoảng một phiên ngày mai là thôi. Sau đó thì đến phiên thứ sáu là bắt đầu là cái trạng thái lòi ruột nó sẽ không không còn, nó yếu đi rồi. Đấy. Và qua tuần sau thì cái khách sạn nó càng ngày nó càng mở cửa ra. Cho nên nếu trường hợp xấu nhất nhé, thị trường mà giảm nó cũng chỉ giảm phiên ngày mai và phiên thứ sáu thôi. Hai phiên. Nhưng mà phiên thứ sáu mình đánh giá là sẽ là phiên để anh chị mua. Hồi nãy Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ mình nói rồi đúng không? Cho nên nếu mà phiên thứ sáu mà giảm tiếp là cơ hội để mua. Thì nếu hai con kia nó giảm tiếp thì mua rồi, nói rồi. Thì bây giờ những cổ phiếu còn lại của thị trường cũng như là thị trường chung, nếu mà phiên thứ sáu mà thị trường chung nó giảm thì lại là cơ hội mua thôi. Và rõ ràng là cái vùng của chúng ta, vùng mua chúng ta đang vẽ một vùng luôn đúng không? Từ 1080 cho đến 1050 ở dưới này. Thậm chí là nếu xấu hơn thì về 1030 chúng ta đang vẽ một vùng mà nó chỉ mới về đến 1073 thôi. Nó vẫn còn khả năng xuống dưới này. Cho nên nếu mà trường hợp xấu nhất đó xảy ra thì nó cũng về cái vùng mua thôi. Về cái vùng mua thôi. Và đặc biệt là nếu về đây thì nó tạo phân kỳ nhé. Đấy, anh chị nhìn. Anh chị cứ nhìn RSI là cái đỉnh gần nhất. RSI của nó là 29.47. Hiện giờ RSI là 38 lận. Cho nên mình đánh giá trong vòng 2 phiên tới nếu mà nó đạp thủng đáy thì nó cũng sẽ tạo phân kỳ. Mà vừa có phân kỳ mà vừa có khách sạn nữa thì úi giời ơi, tranh thủ mua thôi ha. Thì đây là mình đang nói cái điều là chắc chắn một điều, nếu mà thủng đáy và theo cái đường kịch bản mũi tên màu đỏ này thì anh chị sẽ sợ. Nhưng mà có một điều là giai đoạn này thì mình vẫn luôn liên tục nói anh chị là tham gia đánh T cộng và tỷ trọng nhỏ đúng không? Đấy, 50% trở xuống, không mua nhiều hơn. Ai mà dũng cảm thì mua 50%, ai mà lo sợ thì mua 30%. Dĩ nhiên mà ai mà quá sợ hãi thì tốt nhất nên đứng ngoài, đúng không? Thì rõ ràng là những cái phần tỷ trọng tiền mặt còn lại chúng ta sẽ chờ mua nếu kịch bản xấu này xảy ra. Đấy, trong ngắn hạn nhé, trong vài phiên sắp tới, cụ thể là ngày mai và ngày mốt, nếu cái kịch bản này xảy ra thì đó là thời điểm để mua. Vừa có phân kỳ mà vừa có khách sạn, vừa có hỗ trợ của những cái khung đồ thị lớn, khung đồ thị tuần, hỗ trợ mây này, dày, thì nó liên tục nó có những cái tín hiệu đó thì chúng ta yên tâm để mua. Đấy, nếu kịch bản xấu này xảy ra nhé. Cho nên cái câu hỏi đặt ra là mình xoáy sâu vào cái kịch bản xấu sau cái cây nến đỏ ngày hôm nay ha. Cái câu hỏi đặt ra là nếu ngày mai tiếp tục là một cây nến đỏ và phủ định cái cây nến xanh ngày hôm qua. Đấy, phủ định là nó phải giảm xuống dưới 1095 anh chị nhé. Thậm chí là 1088 đi ha. Cái mốc bữa giờ chúng ta hay nói là 1088. Nó thủng xuống dưới 1088 đi. Thì có cắt lỗ. Thì tùy anh chị ha. Có những anh chị mà mới mua ngày hôm nay thì dĩ nhiên là hàng chưa về rồi. Thì đâu cần cắt lỗ làm gì. Và lúc đó thì đừng có lo. Mà hãy cho nó là giảm là cơ hội mua ha. Đặc biệt là hàng chưa về thì đừng có buồn, đừng có lo sợ.
coi nó là một cơ hội mua và nó giảm xuống dưới là phải mua, đúng không? Mua trung bình giá cho mình đấy, cái vùng yên tâm để mua 1050, 1060 đấy. Về đến đây là mua nhá. Còn đối với anh chị nào mà bắt đáy trong phiên thứ sáu tuần trước hoặc là những cái phiên đầu tuần này mà hàng về rồi thì anh chị có hai hướng. Nếu mà cổ phiếu lại thì anh chị quá ổn rồi, thì mình vẫn nói là nhịp này đánh T cộng, cho nên nếu cổ phiếu có lại rồi anh chị cứ chốt bớt nữa, phần còn lại thì anh chị cứ chặn giá vốn, chặn lại ở giá vốn ha. Tức là phần 50% kia thì anh chị chốt lại rồi, còn 50% còn lại thì anh chị bán huề nếu mà trường hợp xấu nhất xảy ra theo mũi tên màu đỏ thì chúng ta bán huề. Thì sau khi bán xong thì chúng ta cũng canh ở dưới này để mua lại đấy. Còn trường hợp mà những anh chị đang bắt đáy rồi mà đang có lỗ thì tùy anh chị cân nhắc ha. Nếu mà gãy dưới 1088 thì anh chị có thể là nhanh tay bán 1/2 lượng hàng mua, sau đó anh chị chờ mua trở lại ở bên dưới này. Còn nếu mà có những anh chị đang tham gia với một tỷ trọng rất nhỏ khoảng 30% thì thậm chí anh chị có thể là không cần bán luôn mà sẽ chờ mua 70% còn lại ở dưới này ha. Hoặc là có những anh chị chỉ mua tỷ trọng 30% khu vực trên này nhưng mà thấy nó gãy 1088 thì anh chị bán 1/2 đi, tức là chỉ còn giữ 15%. Sau đó thì xuống dưới này anh chị sẽ mua trở lại 15% đã bán cộng thêm phần tiền còn lại, đúng không? Thì tùy cái tính cách của anh chị như thế nào mà chúng ta sẽ hành động theo cách đó. Đấy. Vậy thì thị trường ngày mai nó sẽ xấu, nếu mà nó gãy dưới 1095 nó sẽ bắt đầu manh nha xấu, và gãy dưới 1088 thì nó sẽ xấu. Nhưng gãy là cơ hội để mua ha, chứ không phải là lúc mà sợ hãi bán tháo anh chị nhé. Đấy. Còn những ai mà bắt đáy T cộng mà có lại thì mình nói rồi ha, cứ ưu tiên chốt lại và đừng để lỗ ngược lại, tại vì tự nhiên đang có lại mà để lỗ thì nó kỳ mà nó uổng nữa anh chị, uổng thời gian theo dõi mấy ngày qua. Rồi thì đó là kịch bản xấu nhất và cách hành động ha. Còn cái kịch bản tốt tốt nhất lúc này đó là ngày mai cây nến xanh mà mình đã vẽ rồi, đúng không? Đấy thì ngày mai cây nến xanh nó không cần tăng mạnh, nhưng mà phiên cuối tuần thứ sáu khách sạn bắt đầu mở cửa ra tăng mạnh là được, thậm chí tăng mạnh và xuyên qua luôn cái kháng cự thì càng ngon. 1116 ha, 1115.59 thì mình làm tròn là 1116 đó. Thì nếu mà ngày mai chỉ cần tăng nhẹ thôi, sau đó phiên thứ sáu vượt mạnh là ok, đúng cái tham minh mình nói luôn thì ok ha. Còn nếu mà phiên thứ sáu mà không vượt được 1116 anh chị, nếu không vượt được nha thì chúng ta phải theo dõi tuần sau, mà phiên đầu tuần sau mà không vượt nữa thì thôi phải bán sớm nhá. Còn dĩ nhiên là nếu mà phiên thứ sáu này mà vượt được thì thậm chí chúng ta sẽ giữ cho đến giữa, cho đến cuối tuần sau chúng ta mới bán, tại vì nó còn lên trên này đấy, anh chị nhớ kỹ nha. Còn nếu mà thứ sáu mà không vượt được cái mốc này thì sao, thì chúng ta sẽ canh đầu tuần sau chúng ta bán sớm. Đó là cái kịch bản tích cực theo mũi tên màu xanh ha. Ok. Thì sau đó thì nếu mà nó đi theo mũi tên màu xanh thì mình sẽ cập nhật lại cho anh chị cái kịch bản điều chỉnh để test đáy hai xong. Thì ngày hôm qua cũng nói rồi, sau một cái nhịp đi lên thì sau đó nó sẽ test lại đáy hai, thì nó cũng sẽ có hai kịch bản. Một là điều chỉnh theo mũi tên màu xanh và đi lên. Hai là cũng theo kịch bản màu đỏ và tạo một cái phân kỳ dưới này. Nói chung là cứ phá đáy là tạo phân kỳ. Chẳng qua là tuần này phá đáy hay là tuần sau mới phá. Đấy. Thì phá đáy lúc nào cũng tạo phân kỳ hết nha, cho nên chị yên tâm thì nó cũng là cơ hội bắt đáy đó. Đấy thì cái này là mình đang nói là tiếp diễn sau cái kịch bản màu xanh trong tuần này, đúng không? Đi lên đây, sau đó thì đến tuần sau, có thể là cuối tuần sau gì đó nó sẽ bắt đầu điều chỉnh đấy. Và anh chị nhớ là cái giai đoạn tuần sau có một cái ngày quan trọng đâu đó tầm giữa tuần là cái ngày của Fed anh chị, Fed họp về cái việc tăng lãi suất hay không. Thì mình nghĩ cái kỳ này Fed họ sẽ không tăng lãi suất đâu, thì có thể là thị trường sẽ ổn định vào cái ngày đó. Nhưng mà sau cái ngày Fed công bố không tăng lãi suất thì anh chị hãy cẩn thận, tại vì có thể là có những phát biểu diều hâu tiếp tục của chủ tịch Fed chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho thị trường sau đó phản ứng xấu ha. Thì có thể là lúc đó nó sẽ điều chỉnh
Còn điều chỉnh theo theo cái kịch bản màu xanh này hay là điều chỉnh theo kịch bản màu đỏ thì sau đó chúng ta sẽ tính sau. Nó còn là một câu chuyện dài và bây giờ mình nói thì chưa chắc là tuần sau anh chị nhớ. Tuần sau mình sẽ nói lại ha. Thì trước mắt chúng ta cứ quan tâm cái kịch bản ngắn hạn này là. Nhưng mà nói chung là nếu mà ngày mai mà thị trường có một cái nến màu xanh thì xác suất đi lên rất là cao ha. Thì cái phiên ngày mai chúng ta theo dõi thôi. Còn lúc này mọi người cứ bình tĩnh thoải mái đi. Những cái giai đoạn tạo đáy thì nó bao giờ cũng khó khăn đó. Mình chỉ cho anh chị một số giai đoạn trong lịch sử nó khó khăn đến nhường nào đó. Cho nên chúng ta cứ bình tĩnh thôi, không có việc gì. Mở đây chắc là khó nhìn, mở đây cho dễ nhìn. Đây này, những giai đoạn này. Như cái này là tháng, cái này là đầu năm nay không? Những cái giai đoạn thị trường rơi mạnh đấy. Đây là anh chị, thị trường rơi mạnh nè, nó đi lên nó còn xuống nó test lại rồi nó còn đi lên mà nó bò lên rất là nhẹ, bò lên sau đó nó test lại 3 cây nó mới đi lên, đi lên được tí nó lại test lại. Thị trường nó khó nhằn lắm chứ đâu phải là đơn giản muốn tạo đáy là tạo đáy. Đấy, nhiều người cứ nói là thế này thế kia nhưng mà đâu phải, thị trường nó phải có một thời gian tạo đáy chứ. Nó tạo đáy càng lâu thì sau đó cơ hội đi lên nó sẽ càng dài. Đấy. Đấy, những cái giai đoạn ngày xưa đi. Nè. Chọn những cái thời điểm mà thị trường giảm sâu đi cho anh chị nhìn cho dễ. Nè, những giai đoạn này. Hồi lên là lại chỉnh xuống là xong đó hồi lên là chỉnh xuống rồi mới đi lên. Thì những cái giai đoạn này là giai đoạn kiếm tiền. Nó dễ dàng. Những giai đoạn này chỉ có khoảng 2 tuần thôi đem lại lợi nhuận lớn cho anh chị. Còn những giai đoạn này ai mà đánh thành công thì kiếm được 50% gì đó. Cổ phiếu nào mạnh thì được 15%. Đấy. Nha. Thị trường nó phải cần có thời gian để tạo đáy anh chị thấy không? Đây nè, tạo ra cái nến phủ định hôm trước nè. Sau đó nó lên nó còn xuống, nó phá nhưng mà nó không có phủ định cái nến tăng này thì sau đó nó còn tiếp tục tăng lên. Anh chị thấy không? Đấy, nó thậm chí nó mở gap giảm nhưng mà nó không phủ định cái nến tăng xanh này thì nó còn tiếp tục tăng lên. Thì cái quan trọng ngày hôm nay là nó giảm nhưng mà nó không phủ định cái nến xanh gần nhất. Đó. Tin đồn ra nó cũng không giảm mạnh cho nên chúng ta cũng chưa cần phải quá lo lắng ha. Đấy anh chị thấy nè, sau đó thậm chí nó giảm 1, 2, 3 cây 4 cây nè. Nó phá đáy luôn cây nến này ha, nó quay lại nó giảm và nó phủ định cây nến tăng trước đó luôn nhưng mà sau đó nó tạo phân kỳ để giúp cho thị trường đi lên ha. Cho nên nếu mà cái kịch bản mà phá đáy trong trong đợt tới thì nó sẽ là phân kỳ, nó sẽ tạo phân kỳ. Sau đó thì chúng ta cứ tin tưởng vào thị trường. Ok, thì đó là những cái lịch sử trong quá khứ mình là chị anh chị rồi ha. Thì phân tích thị trường nó cũng đã tương đối là ok rồi. Có một số nhóm cổ phiếu thì hôm nay đã tăng tốt như ngày hôm qua mình nói có thể mua đúng không? Thì hôm nay phát đạt nó cũng tăng tốt nhưng mà phiên chiều thì thị trường áp lực bán của thị trường thì nó hơi hơi giảm xuống. Nhưng mà không sao, những cổ phiếu này thì đến khi hàng về là hôm thứ sáu thì mình đánh giá là sẽ có lại thôi. Nếu mà trường hợp xấu nhất mà thứ sáu hàng về mà nó quay lại gãy dưới mốc 24 thì lúc đó anh chị bán. Còn bây giờ ngày hôm nay thị trường không tốt nhưng mà nó vẫn trụ được trên 24. Rồi TCH đúng không? Hai cổ phiếu này. Hôm nay TCH nó cũng ổn. Vẫn tăng. Dự kiến là vẫn còn tăng được. Hoặc là đặc biệt là VIX đúng không? VIX hôm nay tăng uy tín. Tăng gần 3%. Đúng không? Mình nói anh chị rồi. Có phân kỳ nó là tăng rồi. Từ từ nó sẽ tăng tiếp. Tại vì thị trường nó đang muốn đi lên một cách bền vững hơn. Cho nên các cổ phiếu trụ này nó chưa được tăng bốc ngay lập tức. Nó phải tăng từ từ. Vinhome hôm nay nó test lại, tại vì anh chị biết là ngày hôm nay nó mở gap cho nên phiên chiều nó phải lấp lại. Có một số cổ phiếu mà hôm qua mình nói ví dụ như SSI
chưa mua được đúng không? Hôm qua một Tùng có nói là chừng nào nó phải vượt cái cản gần nhất 31.6 mới mua được, thì anh chị thấy hôm nay nó chưa vượt được, nó lên tới gần đó rồi nó rơi. Thì con này những phiên tới, đặc biệt là nếu phiên ngày mai hoặc là thứ sáu gì đó nó vượt 31.6 thì anh chị sẽ vào mua được đánh tây cộng nhá. Nhưng mà mua thì hàng về anh chị cứ chủ động chốt với mình thôi đấy. Còn những cái cổ phiếu này nó đang đi ngang, nhưng mà lúc này chỉ số tâm lý nữa, nhà đầu tư cực kỳ hoảng loạn luôn chị đấy. Cho nên những cái vùng này là cái vùng mà chúng ta có thể xem xét được. Tuy nhiên không phải là mình nói mua ở đây nhé, anh chị phải chờ nó vượt qua cái cản mới mua được nhé. Tại vì nếu mà anh chị mà mua ở dưới cản á, lỡ nó không vượt được cản sau nó đâm đầu xuống thì sao? Cho nên chúng ta phải chờ vượt ha. Thì hôm nay có một cổ phiếu mà trong phiên nó vượt qua cái mốc đó, đó là SHF, nó vượt rồi. Nhưng mà cuối phiên thì nó lại bị bán tương đối. Thì riêng cổ phiếu này thì mình đánh giá là hàng về chắc là nó cũng sẽ ổn thôi anh chị, không sao đâu. Nếu mà anh chị nào mà mua ngày hôm nay thì anh chị cứ yên tâm ha. Đó, tại vì bắt đầu từ thứ sáu thị trường hồi lên. Nói chung là trong trường hợp xấu nhất nha, trường hợp xấu nhất mà con này nó giảm đi, thì nó giảm 2 cây nó về cái vùng mà mình vẽ sẵn ở đây, thì anh chị cứ mua trung bình giá cho mình. Sau đó nó cũng sẽ có một nhịp hồi lên, thì lúc đó chúng ta bán ra sau. Đây là trường hợp xấu nhất ha. Còn dĩ nhiên cái trường hợp tích cực là thị trường không thủng đáy thì con này nó cũng xoay quanh ở đây thôi. Sau đó nó chỉ cần nó vượt trở lại trên cái mốc 11 chấm à, 16 chấm chấm 8 thì nó sẽ đi lên được trở lại cái vùng 18 cho anh chị chốt lời. Đấy. Còn trường hợp xấu nhất nếu mà nó có một hai phiên gì đó nó giảm thấp xuống dưới cái vùng này thì đó là vùng mà chúng ta mua hay nè. Đấy, vẽ sẵn rồi. Mua trung bình giá ở đây chờ một nhịp hồi lên thì bán ra. Nó cũng không có vấn đề gì đâu ha. Cho nên anh chị cứ bình tĩnh, kiểu gì cũng xử lý được hết. Đấy. Còn những cái cổ phiếu khác thì hôm nay cũng đang tạm ổn, như là DBC này hoặc là ok rồi. Thì đa số các cổ phiếu hôm nay thị trường nó giảm nhưng mà đa số các cổ phiếu đều ổn hết, chỉ có duy nhất là các cổ phiếu chứng khoán ngày hôm nay thì hơi yếu vậy ha. Đấy thì cũng không sao, nói chung là sẽ từ từ sẽ xử lý được hết. Cho nên chị nào lỡ mua rồi thì chị cứ bình tĩnh ha, quan trọng nhất là cái thời điểm hàng về thôi. Còn những anh chị nào mà đã mua những phiên trước rồi thì bây giờ hàng có sẵn rồi, và đặc biệt là có lời rồi thì cứ thoải mái chốt lời ha, không bắt buộc là phải gồng cho tới target chị nhé. Cứ thị trường nó là những con sóng hồi, cho nên chúng ta cứ chia ra chúng ta bán trên con đường đi lên ấy. Tại vì anh chị cứ để ý thì thị trường á, lúc này chúng ta đang nói đây là cái đáy, nhưng mà nó chỉ là đáy tạm thời thôi đúng không? Những cái nhịp hồi trước đó thì nó cũng chỉ là nhịp hồi T cộng. Đấy, nhịp hồi lên thì cũng T cộng, chúng ta phải bán. Sau khi bán xong chúng ta sẽ chờ cái đáy mới. Thì cái đáy sắp tới nếu mà nó cao hơn đáy cũ thì thị trường xác nhận tạo đáy ở đấy, ok. Còn nếu mà cái đáy mới mà nó thấp hơn đáy cũ thì chúng ta sẽ bắt phân kỳ ở dưới đây cũng ok. Nhưng mà tóm lại là chúng ta không biết là nó đi về cái đáy màu xanh này hay là về cái đáy màu đỏ này. Cho nên chúng ta cứ phải lên trên cao chủ động chốt lời, anh chị chia ra giúp mình. Có những cổ phiếu nó đã tạo đáy trước, nó có lời trước thì anh chị phải chốt trước. Có những cổ phiếu một hai phiên gần đây nó mới bắt đầu đi lên thì chờ 2-3 phiên nữa nó đi lên, chúng ta cũng chia ra chốt dần ha. Đấy, thị trường không phải là nó sẽ đi lên đồng đều với nhau lúc này đâu. Cổ phiếu nào lên trước thì nó sẽ chỉnh trước, cổ phiếu nào lên sau thì nó sẽ chỉnh sau ha. Ok, thì Tùng sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây anh chị nhé. Vùng này là vùng tạo đáy, thị trường nó sẽ còn khó chịu. Nhưng mà đâu đó chúng ta mà chịu đựng được khoảng tầm 2 tuần nữa thôi anh chị. Đấy, bắt đầu từ hết tuần sau. Bắt đầu hết tuần sau ha, là tuần đầu của tháng 11 đó. Thì thị trường có thể còn khó khăn, nhưng mà bắt đầu từ tuần thứ 2 của tháng 11 sẽ dễ thở hơn. Và đặc biệt là từ tuần thứ 3 của tháng 11 trở đi, tức là sau thời điểm đáo hạn phái sinh, mình đánh giá là thị trường nó sẽ đi lên. Ok ha. Cho nên tranh thủ trong vòng 2 tuần tới sẽ là thời điểm mà chúng ta canh những cái điểm mua mạnh ha. Còn bây giờ cứ đánh T cộng trước. Ok, anh chị nào thấy hay thì có thể gửi cho Tùng một ly cà phê nhé. Đặc biệt là anh chị nào bắt đáy thành công. Đấy, thì có thể chốt lại rồi gửi ly cà phê. Anh chị nào mà thấy hay thì nhớ like và chia sẻ. Hay hơn nữa thì nhớ liên hệ với mình để về đồng hành cùng Tùng.
cùng kiếm tiền trong giai đoạn tới anh chị nhé. Đấy, cơ hội là rất nhiều. Khi mà thị trường những cái giai đoạn xấu thì tin đồn liên tục bủa vây luôn ha. Đấy, cả tuần nay chúng ta thấy hết tin ăn mượt rồi giờ đến tin khác. Tin đồn lúc nào cũng có, đặc biệt là những giai đoạn này tin xấu liên tục. Đấy. Thì chúng ta cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đến những giai đoạn sắp tới thì sẽ ổn hơn anh chị nhé. Và đặc biệt là như mình nói, sau đáo hạn phái sinh của tháng 11 thì thị trường sẽ tươi sáng trở lại. Ok, cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà.